Có cái khoe với vợ. Đấy, anh vẫn khỏe lắm. Lên đỉnh rồi. Phát nào. Anh đưa mấy đứa lên đỉnh rồi. Chụp cho anh kìa. Đây chụp máy phương anh. Chụp cả cái này nữa. Thì đây này. Thôi thôi mày chụp này anh để mày chụp. Thì cứ bấm chụp thôi, chụp kỷ niệm mà quan trọng gì. Chụp ngang.